Hello, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem vlog của mình nha. Hôm nay thì mình được tặng vé đi xem opera, cho nên là hôm nay mời mọi người cùng mình đi tham quan nhà hát opera Quảng Châu nha. Nhưng mà trước khi đi chơi thì mời mọi người cùng mình đi ăn trước ha. Đây là một trung tâm thương mại nằm ở dưới lòng đất, nằm ở ngay dưới khu CBD luôn. Trung tâm thương mại này thì khá rộng. Khu vực mà mình đang dẫn mọi người đi là phần nằm ở đầu đường. Ngày thường thì lại đông đúc hơn cuối tuần, vì chỗ này gần khu vực văn phòng á. Cuối tuần thì các nhân viên nghỉ làm nên là ít ai ra đây ăn lắm. À mà ở Trung Quốc á, mình thấy có nhiều người thích ăn pizza sầu riêng lắm. Mời mọi người cùng đi ăn mì với mình nha. Chỗ này giống như là nhà thiếu nhi vậy đó. Nhưng mà lúc mà mình tới thì người ta chuẩn bị đóng cửa rồi, nên không biết ở bên trong có gì. Đây chính là nhà hát opera Quảng Châu nè mọi người. Nhà hát này thì nằm ở khu phố mới Châu Giang, hay còn gọi là khu CBD. Nhà hát này có tổng diện tích là 42.000 m², nhưng mà tổng diện tích sàn xây dựng là tới hơn 70.000 m² lận. Được thiết kế bởi một nữ kiến trúc sư người Anh gốc Iraq tên là Zahra Hadid. Dựa trên ý tưởng là những viên sỏi dưới lòng suối được dòng nước bào nhẵn, công trình này thì được xây dựng trong vòng khoảng 5 năm, đến năm 2010 thì hoàn thành và đi vào hoạt động. Bên này là chỗ mua vé nè, nhưng mà mình thì không có lấy vé ở bên này, mà mình sẽ lấy vé ở một chỗ khác. Nhà hát có hai khối lớn, một khối dùng làm nhà hát với 1.804 chỗ ngồi và khối còn lại dùng làm khán phòng đa mục đích, ví dụ như là cho việc biểu diễn nghệ thuật, opera và hòa nhạc với 443 chỗ ngồi. Còn có thêm một tòa nhà nhỏ hơn, có nhà hàng, quán bar và cửa hàng. Mình sẽ đi vào đây để lấy vé nè. Mình tới đây sớm quá cho nên là lấy vé xong á thì vẫn còn dư thời gian để đi dạo một chút. Đúng 7 giờ là tháp truyền hình Quảng Châu sẽ được mở đèn. Buổi tối ở khu vực này nhìn giống như là công viên ánh sáng vậy đó. Tòa nhà nào cũng mở đèn nhìn đẹp lắm. Ở nhà hát cũng đã mở đèn nè mọi người, nhìn đẹp ơi là đẹp luôn á. Nhà hát này là trung tâm biểu diễn lớn thứ ba ở Trung Quốc, sau nhà hát lớn Thượng Hải và nhà hát quốc gia Bắc Kinh. Đã tới giờ biểu diễn rồi nên bây giờ mình sẽ dẫn mọi người vào bên trong ha. Cái tòa nhà này nhìn giống giống như trái bắp, nhìn giống giống như Bitexco vậy đó ha. Buổi biểu diễn này thì cũng nhỏ thôi cho nên là mình không có được vào bên trong nhà hát lớn, mà sẽ vào bên trong cái khán phòng nhỏ hơn. Đây là vé của mình nè. Mình còn có một người bạn đi cùng nữa nhưng mà bạn chưa có tới, cho nên bây giờ mình sẽ vào bên trong trước.
Mình còn phải đi qua cửa an ninh như thế này thì mới được vào trong nè. Hôm nay thì chị ca sĩ này sẽ là người biểu diễn. Mình thì chẳng quay được gì hết trơn, nhưng mà hên quá có bạn mình quay được, cho nên mời mọi người thưởng thức cùng mình một chút ha. Đây là lần đầu tiên mà mình được nghe opera, nhưng mà mình nghe thì thấy cũng hay đó, không có tới mức là buồn ngủ hay là khó chịu như mình nghĩ. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng mình đi chơi lễ hội bia một chút nha. Lễ hội bia thì nằm ở trên sân thượng của cái trung tâm thương mại này nè. Mấy cái hoạt động như thế này thì thường là mấy bạn trẻ hoặc là mấy bạn nước ngoài đi là nhiều. Có mấy hoạt động như thế này thì cũng vui. Mình thấy kiểu như dung hòa được cả truyền thống với lại hiện đại á. Mình được chị đồng nghiệp cho cái phiếu này nè, là đổi được 3 xu. Nhưng mà rốt cuộc thì mình không có uống bia, mà mình lấy cái xu đó đi đổi bánh ngọt rồi đi về. Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã xem hết video ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo. Bye bye!